cảm ơn giáo sư tiến sĩ Trịnh Cẩm Lan. Tiếp theo chúng tôi xin được trân trọng kính mời phó giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Hảo Tâm, trường bộ môn ngôn ngữ học trường đại học sư phạm Hà Nội sẽ lên phát biểu chúc mừng. Chúc mừng tới sự kiện trong ngày hôm nay. Châu Bình.